Thì xin cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn với Truyền hình Quốc Việt Nam ạ. Thưa Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, năm 2023 thì dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng đoàn Quốc hội cũng như là Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì Hội đồng Dân tộc cũng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác cũng như là góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiều nội dung quan trọng. Vậy thì ông có thể chia sẻ thêm về những kết quả nổi bật mà Hội đồng Dân tộc cũng đã đạt được trong năm vừa qua? Thì ngay từ đầu năm thì Hội đồng Dân tộc cũng đã phát huy cái tinh thần trách nhiệm, nỗ lực xác định cái nhiệm vụ trọng tâm để góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng Dân tộc và nhiệm vụ chung của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao cho Hội đồng Dân tộc. Hoạt động của Hội đồng Dân tộc trải rộng trên nhiều mặt lĩnh vực công tác. Đối với hoạt động giám sát là cơ quan thường trực được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao nhiệm vụ, một trong hai cái đoàn giám sát tối cao của Quốc hội, cái đoàn giám sát về ban chương trình mục tiêu quốc gia. Qua cái thực hiện cái hoạt động giám sát cũng đã cùng với chính phủ phát hiện nhiều cái vấn đề khó khăn vướng mắc và kiến nghị nhiều cái giải pháp hiệu quả để tháo gỡ các cái điểm nghẽn, các khó khăn trong thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia. Và qua cái giám sát thì đã ban hành được cái nghị quyết, xây dựng và ban hành cái nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù trong cái thúc đẩy, tháo gỡ và thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Và nội dung này thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giao cho Hội đồng Dân tộc là cơ quan chủ trì thẩm tra và đã trình Quốc hội xem xét và thông qua với tỷ lệ cao tại cái kỳ họp bất thường lần thứ 5 vừa qua. Đối với nhiệm vụ lập pháp thì Hội đồng Dân tộc trong năm 2023 thì được giao chủ trì lập đề nghị xây dựng luật sửa đổi một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Qua cái quá trình triển khai, thực hiện, tổng kết, đánh giá và xin ý kiến thì đến nay thì cơ bản hoàn thành phần lớn các cái bước theo cái quy trình theo luật định. Bên cạnh đấy thì trong thực hiện cái nhiệm vụ của Đảng đoàn giao thì hiện nay thì cái hồ sơ đề án của để trình Đảng đoàn về cái đề án về nghiên cứu đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách pháp luật theo các nghị quyết của Đảng về 2013 cũng đã được đến bước chuẩn bị để báo cáo với lãnh đạo Quốc hội. Hội đồng Dân tộc cũng thường xuyên nắm bắt theo dõi tình hình kinh tế xã hội, tình hình quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó chú trọng đến cái việc thực hiện các chính sách dân tộc trong cái chăm lo, động viên và lắng nghe tiếp thu các nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số và người dân sống ở cái vùng này. Bên cạnh đấy thì trong công tác đối ngoại, công tác hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc cũng đã có những cái điểm nhấn hết sức quan trọng, nhất là trong đối ngoại với Lào, với Canada. Đối với hoạt động của các thành viên của Hội đồng Dân tộc là đại biểu ở các địa phương, thì các đại biểu thành viên thì vừa nỗ lực tham gia hoạt động chung của Hội đồng Dân tộc và vừa chung tay góp sức cùng với chính quyền và hệ thống chính trị các địa phương trong triển khai các nhiệm vụ chính trị quan trọng tại địa phương của mình. Vâng, có thể thấy là năm 2023 thì Quốc hội cũng đã triển khai giám sát tối cao về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới này, giảm nghèo bền vững cùng trong giai đoạn 2021-2025 và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở giai đoạn 2021-2030. Và với vai trò là phó trưởng đoàn thường trực của đoàn giám sát thì xin ông có thể chia sẻ về những kết quả nổi bật của cuộc giám sát này. Với cái tầm quan trọng của các chương trình như thế, Quốc hội cũng đã quyết định giám sát tối cao 3 chương trình này. Và cũng đây là lần đầu tiên Quốc hội tiến hành giám sát giữa kỳ, đồng thời tiến trong quá trình 3 chương trình cùng vẫn đang thực hiện. Và 3 chương trình này thì có phạm vi rộng, nhưng yêu cầu giám sát thì có nhiều cái nhu cầu đổi mới. Đoàn giám sát thì phải giải quyết nhiều cái nhiệm vụ, khối lượng công việc lớn với cách làm việc và cái cách tiếp cận cũng mới hơn và khác hơn so với lại trước đây. Đoàn giám sát thì đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ kế hoạch chi tiết đến đề cương báo cáo, thành lập phân công các cái tổ giúp việc, các cái tổ, các cái đoàn công tác để tiến hành giám sát trực tiếp cho chính phủ, 11 bộ ngành và 15 cái tỉnh đại diện cho các vùng miền. Qua giám sát thì cái kết quả giám sát đã được thể hiện trong cái báo cáo giám sát trình cho Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Và cũng Truyền hình Quốc hội cũng đã giúp cho đoàn giám sát làm cái bộ phim phóng sự hết sức là sinh động và đầy đủ. Trong cái kết quả giám sát thể hiện qua báo cáo thì có nhiều cái kết quả quan trọng. Nhưng cái được lớn nhất mà theo tôi nhìn nhận là Quốc hội đã thể hiện rằng là Quốc hội đã đồng hành hiệu quả cùng chính phủ
xác định để giải quyết các vấn đề vướng mắc khó khăn trong thực thi các chính sách của các chương trình. Và qua đó thì nhiều cái vấn đề đã được thể chế hóa theo kiến nghị của đoàn giám sát và cũng đã được chính phủ xử lý ngay trong cái quá trình thực hiện giám sát. Và nhiều cái văn bản của chính phủ, các bộ ngành cũng đã được kịp thời sửa đổi bổ sung ban hành mới theo kiến nghị của đoàn giám sát một cách rất là kịp thời. Bên cạnh đấy thì Quốc hội cũng đã thông qua cái nghị quyết 108 về giám sát chuyên đề 3 chương trình. Trong đó thì xác định 6 cái nhóm nhiệm vụ giải pháp quan trọng chủ yếu để nhằm để nâng cao cái hiệu quả trong cái việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Và chính đây là cái cơ sở hết sức quan trọng để chính phủ xây dựng và trình Quốc hội thông qua cái nghị quyết về một số cơ chế rất đặc thù nhằm để tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc và nâng cao hiệu quả trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Một trong những thành công của cuộc giám sát chính là việc mà Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết giám sát chuyên đề 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Và ngay lập tức thì nghị quyết về một số cơ chế cũng như là chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia thì cũng đã được thông qua ngay tại kỳ họp bất thường vào tháng 1 năm 2024. Và ông nhận định như thế nào về quyết tâm của Quốc hội đã truy đến cùng và gỡ đến cùng, và chúng ta có thể kỳ vọng gì ở nghị quyết này khi mà đi vào cuộc sống? Ngay khi mà bắt đầu chương trình giám sát thì đoàn giám sát của Quốc hội cũng đã thể hiện rõ quan điểm xuyên suốt là đồng hành cùng với chính phủ, cùng xác định, phân tích và tìm cách tháo gỡ giải quyết những cái khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia. Và với cái mục tiêu hướng đến đó là cuối cùng là người dân được thụ hưởng tối đa lợi ích từ các chương trình và góp phần để nâng cao cái đời sống người dân ở cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của vùng và cả nước. Cái nghị quyết này với kỳ vọng là sẽ tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc của các cơ chế, trong đó có tăng cường cái phân cấp, giao quyền để các địa phương chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, trong cái việc phát huy cái vai trò của cộng đồng nhằm để nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình và phát huy được cái giám sát ngay từ cộng đồng và người dân. Tôi cho rằng thì với sự đồng hành của Quốc hội, sự quyết tâm, nỗ lực của chính phủ, các địa phương, sự đồng lòng ủng hộ của người dân trong thực hiện các cái nhóm nhiệm vụ giải pháp này và các nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia, thì trong 2 năm còn lại của giai đoạn này, tôi tin tưởng rằng những cái điểm nghẽn trong thực hiện các chương trình này sẽ được khai thông và phát huy hiệu quả. Và qua đấy thì nó sẽ có những tác động rất tích cực, nâng cao cái đời sống kinh tế xã hội của người dân, nhất là về các cái hạ tầng giao thông, hạ tầng sản xuất, về các cái quỹ đất cho hộ nghèo, nước sạch, về y tế cho người dân ở vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Qua đấy thì thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội chung của vùng, hỗ trợ cho cái phát triển bền vững, thu hẹp được cái khoảng cách chênh lệch về mức sống, về thu nhập, về thụ hưởng giữa các vùng miền, và khai thác được lợi thế, được tiềm năng lợi thế của các vùng miền và cái nỗ lực của nhân dân theo các chủ trương của hội nghị quyết Trung ương 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Năm 2024 thì Hội đồng Dân tộc cũng được giao nhiệm vụ là cơ quan chủ trì và giúp cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội lập đề nghị bổ sung vào dự án sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân vào trong chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, và đồng thời thì cũng sẽ là cơ quan để chủ trì soạn thảo dự án luật này. Ông có thể chia sẻ thêm về nhiệm vụ đặc biệt này. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thì được thông qua vào năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Đây là cái cơ sở pháp lý quan trọng, toàn diện cho việc tổ chức thực hiện các cái hoạt động giám sát vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Bên cạnh qua đó thì làm rõ tính chất, vị trí pháp lý, trình tự thủ tục và góp phần đổi mới căn bản cái chất lượng hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên thì sau 8 năm thi hành thì luật hoạt động giám sát Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cũng đã bộc lộ một số cái bất cập, vướng mắc nhất định, và qua đó thì cần phải rà soát sửa đổi bổ sung cho phù hợp với cái bối cảnh mới cũng như tình hình thực tiễn hiện nay. Thì trên cơ sở đó thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã giao cho Hội đồng Dân tộc là cơ quan chủ trì để lập đề nghị soạn thảo dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Thì trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc cũng đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo, tổ biên tập kế hoạch xây dựng luật, kế hoạch tổng kết thi hành luật, phân công cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo và tổ biên tập
với các nhiệm vụ hết sức cụ thể và có tiến trình thời gian. Nhờ như thế, với trách nhiệm và quyết tâm cao, thì sau chưa đến 3 tháng từ cái phiên họp thứ nhất, thì ban chỉ đạo và tổ biên tập cũng đã rất là khẩn trương trong cái triển khai các cái nhiệm vụ công việc được giao, đã hoàn thành bước đầu được cái hồ sơ lập đề nghị xây dựng luật, nhất là đã hoàn thành được công tác tổng kết thi hành luật trong phạm vi toàn quốc, chuẩn bị được cái dự thảo báo cáo tổng kết công phu chi tiết với gần 80 trang và các phụ lục kèm theo, cơ bản đã đánh giá tổng hợp đầy đủ các thông tin số liệu và nhất là các cái kiến nghị sửa đổi bổ sung luật hoạt động giám sát của cơ quan và địa phương. Trên cơ sở đã tổng kết thi hành luật và các tài liệu khác của hồ sơ lập đề nghị cũng đã được hoàn thiện, và các tài liệu này thì theo quy định cũng đã được đăng tải lấy ý kiến rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của Quốc hội, gửi lấy ý kiến các bộ ngành và các địa phương, và hiện nay đã đến bước lấy ý kiến của chính phủ để trước khi chính thức trình cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Và để hoạt động năm 2024 cũng như là các năm tiếp theo trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 được triển khai đúng như kỳ vọng, thì Thường trực Hội đồng Dân tộc cũng sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ nào ạ, thưa ông? Hội đồng Dân tộc sẽ tiếp tục triển khai cụ thể hóa tốt các nội dung của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chương trình hành động của Đảng đoàn, nhất là chương trình xây dựng luật pháp lệnh, chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cho Hội đồng Dân tộc, nhất là nhiệm vụ về chuyên môn, nhiệm vụ chính trị và các cái nhiệm vụ khác theo phân công, mà trong đó tập trung vào các cái nội dung trọng tâm, đó là triển khai đồng bộ, phối hợp và hoàn thành các nhiệm vụ của Đảng đoàn và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như là lãnh đạo Quốc hội giao theo tiến độ, đó là các cái đề án về đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong chính sách pháp luật và các nghị quyết của Đảng Hiến pháp 2013. Rồi cái nghiên cứu định hướng về cái đề nghị xây dựng luật về lĩnh vực dân tộc, rồi về phối hợp về thực hiện cái phân định miền núi và vùng cao theo kết luận của Ban Thường vụ Quốc hội. Nội dung thứ hai mà Hội đồng Dân tộc cần phải tập trung đó là tiếp tục đổi mới, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các hoạt động xây dựng luật theo chương trình xây dựng luật pháp lệnh hàng năm và nhiệm kỳ. Trong đó thì chú trọng nhất là nhiệm vụ chủ trì giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội lập đề nghị và sẽ là cơ quan chủ trì soạn thảo cái dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, trong cái phối hợp thẩm tra các cái dự án luật các tác động lớn tới vùng đồng bào dân tộc số và miền núi, thì Hội đồng Dân tộc sẽ tiếp tục có những đổi mới, có những tiếp cận sớm để làm sao khi tham gia ý kiến thì đảm bảo cái việc đánh giá tác động đầy đủ và đảm bảo chính sách dân tộc trong các cái dự án luật, dự thảo luật nghị quyết để trình cho Quốc hội. Nội dung thứ ba là tập trung triển khai các nhiệm vụ được xác định trong nghị quyết Quốc hội sau cái giám sát tối cao và nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia, mà trong đó trọng tâm là chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đấy là còn tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các cái nghị quyết theo cái nhiệm vụ được phân công, và giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực dân tộc và tổ chức tốt các cái chuyên đề giám sát giải trình của Hội đồng Dân tộc trong năm 2024. Thường trực Hội đồng Dân tộc, các đồng chí thành viên của Hội đồng Dân tộc sẽ tiếp tục theo dõi, nắm tình hình kinh tế xã hội, tâm tư nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi trên cả nước để kịp thời nghiên cứu tổng hợp, báo cáo cho các cấp có thẩm quyền trong tham mưu xử lý các vấn đề nổi lên, với mục tiêu làm sao để các ý kiến kiến nghị của cử tri, của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi sẽ được phản ánh kịp thời đến với Quốc hội và cũng làm rõ hơn vai trò và trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc. Một lần nữa xin được cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi, và nhân dịp đầu xuân năm mới thì cũng xin kính chúc và sức khỏe tới Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, và Hội đồng Dân tộc cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với cử tri, nhất là cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới.